2020, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Tân đã bắt giữ hai nghi phạm là Đỗ Anh Khoa và Nguyễn Hoàng Linh Tâm, cả hai đều 16 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 24 tháng 10, một phụ nữ 40 tuổi đứng trước cửa hàng trong hẻm đường liên khu 4-5, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, chuẩn bị lên ô tô đi dự tiệc. Lúc này có hai thanh niên đi xe máy hiệu Exeter đến ám sát. Thanh niên ngồi sau giật túi xách chị này đang đeo trên người, làm chị này ngã xuống đường. Hai nghi can nhanh chóng tẩu thoát. Theo trình báo, trong túi xách của nạn nhân có một điện thoại di động và một số tiền mặt. Qua truy xét, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Tân đã xác định hai thanh niên gây án là Đỗ Anh Khoa và Nguyễn Hoàng Linh Tâm nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, Khoa và Tâm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cả hai khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã rủ nhau đi cướp giật tài sản.